Giống Nhật xin kính chào quý cô chú anh chị. Giờ hôm nay bên em sẽ lên nhiều siêu phẩm đẹp nha anh chị, phục vụ cô chú anh chị nha. Bên em thì ship toàn quốc nha anh chị, bao bể mẻ tất cả các mặt hàng. Bên em đã niêm yết số điện thoại hết trên kênh nha anh chị. Mong anh chị lưu ý là yêu thích món nào anh chị cứ lưu ảnh gửi về nha anh chị nha. Bên em có niêm yết nha, số điện thoại trên này nha anh chị, 0913330469 và là 0935245244 nha anh chị. Và những bên em thì nó nhiều siêu phẩm nha anh chị, hôm nay là nhiều siêu phẩm nha, độc lạ nha. Rồi đầu tiên em sẽ lên một cái bộ trà của dòng Satsuma nha anh chị nha. Họa tiết anh chị, rồng là rồng nổi nha. Dĩa này là đôi, bộ này là có cẩn xà cừ rồng nổi nha. Rồng nổi nha chị. Rồng nổi, phía sau rồng này là không có truyền nha anh chị, những cái dòng này là không có truyền. Còn ở trong này anh chị, trong này nó sẽ có một cô gái ghen ghe nha. Và nó sẽ có một chớp núi phú sĩ anh chị, trong này nó có một cô gái. Cô gái nha chị, cô gái ghen ghe, và nó sẽ có một chớp núi phú sĩ ở bên trong anh chị đó, tượng trưng cho anh chị, tượng trưng đó. Bộ này là gồm có một bình trà đó, một bình trà nha chị, cái này không có truyện nha, một bình trà, và nó sẽ có là một tấm rốt nha chị, và nó sẽ có một hũ đường nha. Bộ này báo rõ anh chị nó sẽ có vài vết lỗi, vì là những cái hàng này là làm thủ công bằng tay, hơn nữa là hàng sẽ là có hàng xưa, thành nó sẽ có nhiều vết đốm lỗi anh chị. Đây chẳng hạn như là đó, họ quá trình họ sẽ giữ dụng rồi cầm anh chị nó sẽ có vết tấp xíu nha. Những cô trong này là sẽ có cô gái ghen ghe, và nó sẽ có một tượng trưng cho anh chị, một núi phú sĩ nha. Rồi phong cách Nhật, ly anh chị, ly này ly rồng nha, rồng đắp nổi hết anh chị đó, dòng này rồng đắp nổi hết. Bộ này bình này khoảng tầm 1 lít nước anh chị, khoảng tầm 1 lít nước. Một lít nước nha anh chị. Và em sẽ đo đường kính ly. Bộ này là có 5 set thôi. Dĩa này là đường kính 14. Đường kính 14 nha anh chị. Dĩa này đường kính 14. Còn ly nha, ly là đường kính 9.5. Rồi cao ly là 6. Đôi này anh chị, một bộ như thế này gồm có là một bộ anh chị gồm có 13 món nha. Một bộ trà gồm có 13 món. Gồm có 13 món anh chị đó. Bộ này em giao lưu cho anh chị với giá là 3.800.000 đô bộ này. 3.800.000 gồm có là một bình, 5 set trà và một tấm rót. Một tấm rót nha anh chị, và một hũ đường nha. Tất cả đều là nổ như thế này, mà đặc biệt là cái này không có truyện nha, báo rõ anh chị trên like là cái hàng này không có truyện. Những anh chị em đây anh chị lưu ý nha, những cái dòng mà ly á nó sẽ có những cô gái ghen ga bên trong, hoặc là núi phú sĩ là ở ngoài nó không có truyện. Còn gì anh chị, bộ này là 3.800.000 nha anh chị. Anh chị cho em mã là Q1 nha, 3.800.000 mã Q1. Dùng tóc kìm ở đây 3.800.000 nha chị, một bộ này nha, mã Q1 giúp em. Toàn là xịn sò luôn. Nó sẽ có bộ này hoàn hảo nha chị, bộ này không lỗi lầm chi hết nha. Thank you.
trên con rồng đó. Để lá trên con rồng. Bỏ lại nó chút nữa. Bỏ đại chút cái sách đền trên không sách dưới mấy ông hay bóc lộn xộn. Em có một cái đôi chế nha chị, một đôi chế. Lam nha chị nha, đôi chế lam. Đôi chế này là đường kính miệng là 8 nha chị, cao tới là 16 nha. Miệng là 8, cao tới 16. Đôi này có giá là 600k nha chị nha. Đôi này vòng bụng chỉ có là 40 nha. Đôi này giá là 600k. Đôi này mã Q2 nha chị, 600k một đôi luôn nha chị. Mã Q2 600 mã Q2. Rồi em có cái ly nha chị, một cái ly Somo nha. Ly này ly Somo. Ly này là đường kính ly là 9 nha anh chị, rồi cao 15, miệng 9 cao 15. Vòng bụng chị 30. Ly này có giá là 100k nha chị. Đó. Viền sô cô la nha. Dưới này có truyện ký đầy đủ luôn. Ly này 100k bao VIP luôn. Mã Q3 nha chị, 100k mã Q3. Một cái ly siêu phẩm nha chị, Q3 100k. Rồi em có hai cái tước nha chị, hai cái tước. Đó, hai cái tước như thế này. Một cái chiếc là sơn thủy nha. Cái này em sẽ đi một đôi nha chị, vì là cái này nó sẽ có một đôi. Ở truyện thì nó cái này lọt dòng này không có truyện nha. Ờ, dòng này không có truyện mà nó sẽ có một đôi như thế này. Ờ, một chiếc là họa tiết sơn thủy, một chiếc là hoa. Ờ, là dòng là có hai chiếc nha chị, cốt này cốt xưa nha. Rồi. Một cặp này đường kính là 10 nha chị, rồi cao tới là 9, miệng 10 cao 9. Đôi này có giá là 200 nha chị, 200k mã Q4. 200k nha chị, mã Q4 nha. 200k mã Q4. Em có anh chị, em có một cái bộ nha. Cái này là một bộ khi chữ nhật. Bộ khi chữ nhật nha anh chị. Bộ này gồm có số lượng nha. Ồ, cái này là khi chữ nhật hoa. Và xe này chị có truyện ký đầy đủ nha. Truyện ký đầy đủ nha chị đó, một cái dĩa có truyện ký đầy đủ luôn. Cái chủ nó ngủ Mỹ nó này, giờ nó dành ngủ. Đường kính 20 nha chị đó, em có nguyên một cái lô khay như thế này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 30 nha chị, 30k một chiếc. Em có số lượng nha. 30 một chiếc có số lượng nha chị. Khi chữ nhật và đều là có truyện hết nha chị. Mới chưa qua sử dụng. Chỉ những cái dòng này nó hơi bẩn một xíu thôi. 30 nha chị một chiếc nha. Ồ, mã cho em mã là Q5. 30 một chiếc nha chị, mã Q5 nha.
đây đây đây, kéo kéo. Rồi em có nguyên cái chợ lô tô nha, cái này chị, nguyên tô này sẽ có 10 chiếc nha, chuyển ký đầy đủ luôn. Cái này chị hai quả đào, quả đào nha chị, và cái này là cốt, này là cốt xưa nha. Đó, rồng anh chị, đó, cốt xưa rồng. Đó, cái này em có số lượng khoảng cũng là 10 chiếc luôn, số lượng 10 chiếc luôn nha chị, rồng bên trong nha. Đó, số lượng 10 chiếc. Tô này là đường kính tô chị, đường kính tô 18 và cao tô là 6 nha. Đó, tô này là 45k một chiếc. Đó, em có số lượng khoảng 10 chiếc nha chị, 2 4 6 8 10 nha, 45k một chiếc. Em có số lượng là 10 chiếc, anh chị cho em mã là Q6 45 chị, cái này là em rẻ luôn nha, Q6 nha chị, 45k chiếc mã Q6. Rồi em có gì, cái này dĩa nè. Đó, em có một cái, một đôi nha chị, một đôi dĩa nha. Đó, đôi dĩa này, đó là một đôi dĩa phụng nha chị, một đôi dĩa phụng. Dĩa này là lacquer vàng toàn phần anh chị nha. Và cái này là tất cả đều là đếm nổi hết. Vẽ nha chị, cái này là vàng hết, hai vàng 24 hết nha anh chị, vàng 24. Ở và sẽ có truyện nha, truyện này là đóng truyện vàng luôn. Đóng truyện vàng luôn nha chị, dĩa này dòng cao cấp. Ở dĩa này đường kính dĩa tới là 26 nha, đường kính dĩa 26. Cái này em sẽ kèm tặng cho anh chị luôn cái kệ luôn nha, kèm luôn cái kệ chân giá kệ luôn. Rồi dĩa này có giá là 200. Ở dĩa này kèm kệ luôn nha chị, có giá là 250k một chiếc. Mã Q7 nha anh chị, 250 một chiếc nha, mã Q7. À, mà cái này anh chị em có một đôi, anh chị lấy một chiếc hoặc là một đôi tùy ý anh chị nha. Em lên là em sẽ lên một đôi. Chứ mà cái này anh em vẫn bán lẻ được nha. 250k một chiếc như thế này. Anh chị cho em mã là Q7 nha. Q7. Rồi, hai siêu phẩm đẹp nha chị, tất cả đều là đắp nổi hết, lacquer vàng hết. Q7. Em có một cái siêu phẩm nha chị, một cái siêu phẩm. Ở dưới này là chị một cái siêu phẩm nha. Quả cầu, địa cầu nha chị, và nó sẽ có này chất lượng là Comasit. Này bằng Comasit. Và ở trên chị quả cầu rồng nha chị, này là rồng nha, hình như là 12 con giáp, đúng rồi. Cái này là chị 12 con giáp. Dưới này là Comasit 12 con giáp. Anh chị những cái này thì anh chị để trưng phong thủy. Đó, trưng phong thủy nha anh chị. 12 con giáp nè. Cái này rất là nặng nha anh chị, nặng nha. Hàng này nhập về nha chị. Quá sức nặng nha chị, nó quá sức nặng cái anh này. Anh này nặng trên 5kg và dưới 10kg nha chị, trên 5kg dưới 10kg. Và trong này chị, hàng này hàng cũ nha. Cái này trong này nó có một cái đốm anh chị, trong này nó sẽ có một cái đốm bị lỗi tóc bên trong. Lỗi tóc anh chị, hàng nhập về thì nó những cái dòng này anh chị, nó đã có những cái lỗi tóc bên trong. Nói chung là không đáng kể, anh chị tìm kỹ mới thấy nha. Giống như một cái cung điện anh chị, giống như một cái cung điện nè. Và dưới đây nó sẽ có họa tiết là 4 con lăn nha chị, nói chung họa tiết lăn. Và nó sẽ có 1 2 3 5 con lăn anh chị, và xung quanh là 12 con giáp để quay được nha anh chị, hiếm có. Cái này rất là hiếm anh chị, tuy rằng nó là dòng chất nhựa Comasit chứ mà cũng dòng hiếm có anh chị. Đường kính tới là 39, cao là 39 nha anh chị, cao 39. Vòng bụng nha, vòng bụng là tới 8, vòng bụng là 90, vòng bụng là 90. Nặng nha chị, rất là nặng luôn. Anh này thì không có truyện nha chị, anh này không có truyện.
Anh này dưới này không có truyện nha. Quá trời đẹp chị. Rồi chê mã nè. Rồi cho em mã là 2.500.000 nha chị. Những cái vớt này nó cũng có một hai vết lỗi, vì là những cái hàng này hàng đấu giá về thì nó sẽ có những cái vết lỗi thì cũng bình thường nha chị, vì là hàng họ đã qua sử dụng rồi, nó có những vết lỗi, mà những cái vết lỗi này không đáng kể thì em không có gọi là không có để ý chi tiết nó bị lỗi nha. Đó, cái này cho em mã là 2.500.000, 12 con giáp. Hàng hiếm anh chị siêu tầm để trưng để co cho theo phong thủy nha. 2.500.000. Rồi anh chị cho em mã là Q8. Q8 nha anh chị, đó là siêu phẩm. Q8 2.500.000 mã Q8. Cái bình trà nha chị, bình này là bình trà của Đức, bình này chị của Vita Vira, là của này là hàng của Đức nha. À, bình này khoảng tầm 1 lít nước anh chị, tầm 1 lít nước, và họa tiết là họa tiết hoa nha anh chị, của Đức nha. À, có ký hiệu trên này họa tiết hoa. Rồi cái bình này bự nha anh chị, bình này rất là bự, 1 lít nước. Bình này giao lưu cho anh chị với giá là 300.000 nha, 300.000 mã Q9 nha anh chị, 300.000 mã Q9. Q9 nha anh chị, mã là 300.000. Đó, siêu phẩm nha. Rồi em có một cái bình nha anh chị. Quần quần bỏ cái gì ở đường kính. Một cái bình nha, một cái anh chị em có một cái bình hoa, bình này là dòng hút lọc nha chị. Ở họa tiết lệ vẽ tích người nha, cũng là dòng bình tàu lam, hỏi tù bạn hỏi anh chị ba ông đánh cờ nè, và hàng này là vẽ tay họa tiết anh chị, trên một cái anh chị sau lưng là có những cái việc cây nha chị, và họa tiết thì vẽ tay hết lam hút lọc nha chị, hút lọc. Trên này là lá trúc nha, và bên này sẽ có truyện ký hết, nghệ nhân họ đóng truyện hết, họ ký hiệu hết nha chị. Dưới này không có truyện, không có truyện nha chị. Miệng bình là tới là 8 nha, cao bình tới là 35 nha chị, vòng bụng là 100 đó, vòng bụng 100. Bình này cho mã chị đó, một cái bình siêu phẩm nha. Thôi bình này cho mã là 1.600.000, 1.600.000 nha chị, mã Q10. 1.600.000 mã Q10, cái bình này hút lọc nha chị, bụng to nha. Chút nó bừng cái rồi em có một cái tô nha anh chị, một cái tô lam. Một cái tô thì tô này là tô gọi là tô tích người, và cái này sẽ có là tùng cò nha chị, tô tùng cò. Anh chị ở trong là tùng cò nha, là cái tay nha. Cái tô này rất là bự nha chị. Làm nha anh chị, làm cô này là cốt nặng nha chị, cốt rất là nặng luôn nha.
À, tô này là đường kính tô là 41 nha anh chị, cao tô tới 20. 41 cao tô 20. Đó, 41 cao tô 20 nha anh chị, một cái tô họa tiết bên trong là tùng cò, và bên này làm ở những đây. Những con hươu nha chị nha. Vẽ tay hết nha, những cái dòng này vẽ tay, em này không có chuyện nha chị. Các bạn. 41 cao tới là 20. Rồi cái tô này có giá là 2.350.000. 2.350.000 anh chị. Anh chị cho em mã là Q11 nha. 2.350.000 mã Q11. Q11 nha chị đó, một cái siêu phẩm xuất sắc đẹp nha. Q11 2.000.000. Cái bình nha, bình này là bình thúy hồng. Ồ, một cái bình thúy hồng nha chị, gợi như ý. Thúy hồng như gợi như ý nha chị, một cái bình thúy hồng. Đó. Bên này chị chỉ có 4 gợi như ý nha. Đó, thúy hồng, đẹp nha. Ồ, bình này có truyện ký hết đầy đủ luôn, siêu phẩm nha chị. Những cái dòng này siêu phẩm nha. Đó. Bình này á là thì miệng bình là 16, cao bình tới là 43. Cao bình 43 nha chị, một cái con thúy hồng siêu đẹp nha, truyện ký đầy đủ hết. À này đáng siêu tầm anh chị những nào. Đó, thúy hồng là anh chị. Đó, đáng siêu tầm luôn, một cái bình siêu phẩm nha. Cao. Rồi cái bình này có giá là 1.500.000. Ồ, một cái cây gợi như ý anh chị, bình này cũng hiếm có. Bình này lâu lâu về một hai cái nha chị nha. Đó, 1.500.000 là anh chị siêu tầm được, vì là cái giá này thì cái giá rất là bình dân. Ở bên em like nhiều sản siêu phẩm đẹp nha anh chị, và cái giá của anh chị so giá những cửa hàng khác thì bên em sẽ những siêu tầm những hàng độc lạ thì giá nó cũng rất là ok nha. Anh chị cố gắng siêu tầm để nó có được trưng. Rồi 1.500.000 anh chị cho em mã là Q12. 1.500.000 nha anh chị, mã Q12. Siêu phẩm đẹp nha. Rồi, tất cả sản phẩm hôm nay em lên, anh chị yêu thích anh chị cứ điện thoại trực tiếp qua Zalo bên em nha. Có niêm yết hết trên kênh và bên em sẽ ship toàn quốc nha anh chị, bao bể mẻ tất cả các mặt hàng. Đó. Rồi em cũng xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều, anh hẹn anh chị lại like sau nha. Rồi tạm biệt anh chị.